7. S2.vn máy chủ mới Chí Tôn Open Beta 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn mẫu online cổ xưa phiên bản Season 2 đặc biệt, tối đa cánh cấp 2, không ai tầm mới, giới hạn reset 1 ngày 3 lần, free gift code dành cho các tân thủ. Anh em hãy đăng ký tài khoản tham gia chơi và PK cùng các game thủ VLUB BB tại S2.vn nhé. S2.vn quý tộc hoàng gia. Chung kết tiếp theo nào. Cố hai trận nữa. Yes. Đây là Katha. Cái kia cũng Katha kìa. À bây giờ là Maxe nhỉ. Thì Max cam cái Max hit. Con này thì nói chung là chơi được thôi. Bị xấu hơn. Hit và Max C. Bị cầm Katha, lốc cầm Max C. Hai chém. Khi tìm cái bài xấu lòm dòm mình vẫn chơi được. Anh em cho mình hỏi mình vừa kích 3 thì có được lấy dân không nha anh Nguyễn Trường Giang? Không, anh lên 3 xong anh mới được chủ động đập dân. Còn kích 3 thì không được. Đây là Katha. Bài đấu mà không đồ lùa về thì chưa đồ lùa về đúng hơn. Đây là VLUB cần có Max C. Có voi, có hiêu và có quả luôn thì VLUB hiểu đầu thì nó hơi sẽ ham hãm tí sau rừng. Bài đẹp dành cho ông thủ với lớp. Sợ bài bi thôi. Bi bên này thì bài vừa có vẻ nó hơi lòng hoàng. Một bài heal ăn tại S mình không đồ lồ về này. Cái thà xấu nhỉ. Alamaz.
Quay trở lại em nào, đây là cả thà của em thứ B 26 dần. Một bài đấu không được đẹp, bên này với lớp thì bài ok hơn. Bên này sớm hơn thì người với lớp 23 dần thôi. Ép sớm. Rồi, bãi vàng cho về lớp, cùng xem lớp gặp ai đây. Mong gặp con hit thì tôi cũng chưa nhìn rõ, bài con hit thì kia nó đẹp hay nó xấu. Bài đôi 2 2 có được bo e không? Rồi e được bo thoải mái. E em tranh kiểu bo thoải mái. Lớp thì khung nhá, thì bài khung đấy, tức là hai lừa đều chết 4 dần bãi quả, vì là bài đánh kiểu khỏe đánh kiểu sâu chém rồi. Còn này mà con Eagle mang xe bên kia thì mệt người phết đấy. Tôi nghĩ thì game thủ Hồng Anh sẽ đánh y. Công ca à, có lẽ em công ca rồi, cái bài không quá đấy, lâu thì mình sẽ khê đấy, cùng đời cũng được mình sẽ khê. Thank you.
mối, nổ đấy, nổ đấy. Chết con gà rồi, con gà mới nữa ra. Thế trận vẫn đang là rất căng. BB là 38 đây. Ơ, dân đồng anh chạy đâu này? Quay trở lại em nào, đây là 4-3 dành cho đối thủ BB. Cả là vẫn đang cẩu đây, bây giờ Hoàng Anh cũng đã mất tham rồi. Còn mỗi con Hitty thôi. Thế nên em ta vẫn có thể chơi được, nếu mà cũng trong nhiều cung thôi kìa. Ông ta đang đợi một chút, ca cẩu BKB đấy kìa, lắc đào vào trước kìa. Từ từ đã. Rồi, ca cẩu trước. Lát hát. Đây nó quay lớp đây. Ba con ca. Được, 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 được. Ây. Mười tám dành cho đối thủ lớp. Rồi, vé tốt. Ui, vé tốt. Bị vào trong chưa? Họ bị được 44 vào trong chưa? Họ vào trong an dân của Hồng Anh. Ngon này. À, an dân của chim bệnh, chú bệnh bay nhà luôn này. Nhà siêu khung này. Hồng Anh thì cũng yếu rồi. Ui, ba con cá dọn nhà kìa. Thôi rồi, chém đi, chém dân anh ơi. Cá dọn nhà chưa? Ôi, hai đều vào chung kết trong xe đấu thứ 3. Chung kết. Làm trận nữa là được 3C rồi anh em ơi. Trận nữa thôi. S2.